Ngồi xuống con ơi. Thôi sao mà nó cho mày cô nước đi. Chào tất cả mọi người, đây là bãi đá gần khu vực nhà máy Hyundai Vinashin. Khi nước xuống có khá nhiều sinh vật biển mắc cạn lại. Và bây giờ mọi người hãy cùng xem gia đình mình bắt được những con gì nhé. Đó cái hũ á. Để nó bỏ cua vô nè. Thì cây còn ở đó mới thiêu rồi mẹ. Cua này. Ở đây có cái con cá gì nè. Hả? À, mẹ bắt cho mẹ đem ra. Bắt được con cá này. Mày coi không? Con này là mẹ nó chơi chiều quá. Mày đi bắt hả? Kim, cho con cá không? Để nằm cá, cho giữ luôn cho mẹ con cá này đi. Cái gì không biết. Ngồi xuống con ơi. Thôi sao mà nó cho mày phun nước đi. Thấy không? Cái thấy không? Đi cho bỏ vậy nha. Bắt luôn chị Hai. Nè, nó phun lại đi. Bắt luôn bạn này luôn, ngồi xuống kia thôi, ngồi xuống. Con nhận tiếng nha. Ngồi xuống rồi con, để tiếng á. Đó, đi bắt thì vui ha. Cảm ơn chú cho đé, xe bắt mẹ nha. Còn gì tâm tiết hả? Để xuống ba con cá nữa. Mẹ cầm cho bé bác vào thử phải kéo thì được không? Kem bên đây kem thu hoạch được thì đâu đi coi thử đi. Gom ốc với lại cái ké này chung đi. À. Một con tôm nè, ké nè. Ốc ngựa đâu? Bắt nhiều vậy.
Bỏ hết, bỏ cho hết rồi. Bỏ cho. Tàu hơn. Bây giờ thổi vô nó không? Ngon không? Ngon hơn ở chợ không? Chú mà chịu bắt được một dĩa ốc luôn. Đếm với mấy con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có con ốc nhỏ nữa nè. Đang ốc uống được nha.